Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Lại là em đây. Hiện tại em đang đi trên đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm của quận 1 và chuẩn bị rẽ phải vào đường Nguyễn Đình Chiểu của quận 3. Hiện tại em đang đi vào lúc buổi sáng thì mật độ xe ở đây hiện tại là đang không có đông lắm. Mật độ xe chạy khá là thoáng. Thì con đường Nguyễn Đình Chiểu này là một con đường dài và rất là nổi tiếng của quận 3. Trên con đường này mình sẽ gặp được chợ Vườn Chuối, cũng như là đi lên nữa mình sẽ gặp một cái chợ Bàn Cờ. Hai chợ này là hai chợ lớn và nổi tiếng của quận 3, trung tâm của Sài Gòn. Quý vị có thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những clip tiếp theo. Quý vị có thể giúp em mỗi người một sub để một lượt đăng ký để em mau chóng đạt được 1.000 lượt người đăng ký. Em xin cảm ơn quý vị. Thì trong lúc đi trên đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu của quận 3 này thì em cũng muốn chia sẻ cái thông tin này của bên Hàn Quốc. Thì em thấy cũng rất là tốt. Nếu mà Việt Nam mình mà có áp dụng cái luật này thì em thấy cũng rất là tốt cho Việt Nam mình. Đó là Hàn Quốc thông qua luật cấm bán thịt chó. Thì Hàn Quốc thông qua luật cấm giết mổ và bán thịt chó có hiệu lực từ năm 2027. Chấm dứt tập tục gây tranh cãi hàng thế kỷ khi ngày càng nhiều người ủng hộ quyền động vật. Thì dự luật do Đảng Quyền lực Quốc dân cầm quyền đề xuất được Quốc hội Hàn Quốc thông qua ngày 9 tháng 1 với 208 phiếu thuận và không có phiếu chống. Theo luật mới, việc nuôi hoặc giết mổ chó để lấy thịt cũng như là phân phối hoặc bán thịt chó sẽ bị cấm. Người giết mổ chó phải đối mặt với án tù tối đa là 3 năm hoặc là bị phạt 30 triệu won. Thì người nuôi chó để lấy thịt hoặc là phân phối có thể đối mặt với mức án tối đa 2 năm tù hoặc phạt tiền 20 triệu won, tương đương với 15.200 USD. Thì luật sẽ có hiệu lực từ năm 2027 để những người buôn bán thịt chó có thời gian chuẩn bị. Trong 3 năm tới, nhà nước và chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tài chính cho những người buôn bán để đóng cửa hoạt động hoặc chuyển nghề. Luật sẽ chấm dứt việc nuôi chó và giết chó để tiêu thụ, giúp giải cứu hàng triệu con chó khỏi ngành nghề nhẫn tâm này. Thì trong kết quả khảo sát được công bố ngày 8 tháng 1, tổ chức tư vấn trụ sở tại Seoul nhận thức, nghiên cứu và giáo dục về phúc lợi động vật, hơn 94% người được hỏi cho biết thông tin không ăn thịt chó trong năm qua và khoảng 93% nói sẽ không làm như vậy trong tương lai. Thì ăn thịt chó là tập tục có tuổi đời hàng thế kỷ ở bán đảo Triều Tiên. Món ăn này từ lâu được coi là nguồn năng lượng trong ngày hè nóng bức, ngày càng được nhiều người Hàn Quốc muốn chính quyền ra lệnh cấm thịt chó. Thì với mối quan tâm ngày càng tăng về quyền động vật và lo ngại hình ảnh của đất nước bị ảnh hưởng trên trường quốc tế, thì các nhà hoạt động nói phần lớn chó bị chích điện hoặc xiết cổ đến chết khi giết mổ. Dù người nuôi và buôn bán lập luận đã có những tiến bộ để việc giết mổ trở nên nhân đạo hơn, thì sự ủng hộ đối với lệnh cấm thịt chó ngày càng tăng dưới thời tổng thống Yoon Suk Yeol, người yêu động vật. Ông cùng đệ nhất phu nhân đã nhận nuôi 6 con chó, 8 con mèo, đồng thời chỉ trích việc tiêu thụ chó. Dạ vâng, thì đây là một cái luật cấm hiện tại là riêng bản thân em thấy là rất là tốt. Nếu mà Việt Nam mình được áp dụng thì sẽ rất là tốt cho chó và cũng như là mèo nói riêng. Thì sẽ giảm bớt đi cái sự ghê rợn khi mà mình giết những chú chó dễ thương. Thì quý vị nào cũng yêu thích như luật của Hàn Quốc thì có thể bình luận ở dưới. Ở đây là em chỉ đọc thông tin và đưa ra ấy, chứ em không có bắt hay là không có nói lên một cái luật nào hết. Đây là em đã đang
Thì em cũng chia sẻ khách quan chứ em không có ý là nói lên là cấm hay là phải không cấm. Thì mong quý vị có sai sót nào thì bỏ qua giúp em. Quý vị thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những cái tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.